biểu cùng các khách. Hàng năm cứ mỗi dịp trăng rằm tháng 8, người dân Việt Nam háo hức chào đón Tết Trung Thu cổ truyền, là các em nhỏ thiếu niên nhi đồng. Và Trung Thu năm nay là một Trung Thu rất đặc biệt, một Trung Thu đầy ý nghĩa khi câu lạc bộ kết nối Diệu Âm Tâm được vinh dự cùng Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu dành riêng cho các em nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Và để ngủ qua kệ chồng một quậy để ngồi quậy mi được một giấc mi được. Ai đây? Mẹ mà xem cái kìa, trâu ăn hết lúa ở ngoài kia rồi cái kìa. Đâu, trâu đâu, ăn lúa đâu mà ăn lúa. Sao mày lại điều thế? Tao ở một cái cánh đồng cỏ kia trâu nó ăn hết rồi. Thực kệ nó. Mà em ơi, thì trâu cũng phải đi. Trâu quậy ăn lúa không các em? Các em, nói to lên được không nào? Có phải không các em nhỉ? Tao quậy ơi. Thì kệ. Nhưng mà còn ngủ lắm rồi. Có biết giờ gì nữa không còn ngủ có gì giờ đâu. Giờ gì? Nhìn thấy ở đây bao nhiêu là các cô các bác em nhỏ có biết sắp đến cái ngày gì nữa không? Để mua cái đèn thắng một mặt thôi chả thấy gì cả. Đây này, quậy để ý đâu xem. Hôm nay nhá, có rất đông các cô này, các bác này, ôi các chú này, các chị này. Và rồi lại gần xem nào. Úi dù, ôi sao mà lại ở dưới kia nó đông thế. Đó, quậy thấy chưa đặc biệt lắm. Có rất nhiều các em nhỏ nhá, thấy không? Ừ. Là các em nhá, ai cũng dạng dỡ này, ai cũng rất là phấn khởi này. Có biết sắp đến ngày gì không? Nói to lên. Ngày Tết Trung Thu có đúng không? Chị Hằng Nga xin chào mọi người. Chị Hằng Nga xin chào tất cả các em nhỏ. Chị nữ đẹp. Ôi trời ơi, xinh quá. Ngày Tết Trung Thu đấy chị Hằng ạ. Thế vậy muốn là chị Hằng đi xuống Trần Giang để nghe hát Tết Trung Thu cùng mấy em quận chị Hằng có đồng ý không? Chị Hằng rất là vui đấy. Các em nhỏ ạ, ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm là ngày Tết Trung Thu đúng không nào? Ngày Tết Trung Thu đấy. Không chỉ chúng ta ngồi hôm nay mà tất cả các bạn nhỏ trên khắp mọi miền của nước ta giờ này các bạn cũng đang phá cỗ linh đình, rước đèn này, rửa sạch đèn hàng này. Chú quậy đấy, chúng mình có vui không nhỉ? Ôi cái gì mà nhiều thế này, một đám liền. Ôi dồi ôi, nhiều đồ thế nhỉ. Quậy có muốn biết là trong giỏ quà của chị em có những cái gì không nhỉ? Ôi dồi ôi, quậy quậy có rất là nhiều bánh kẹo nha, tặng riêng cho các bạn nhỏ đấy. Chúng mình có muốn nhận quà của chị Hằng không? Cái gì cũng các bạn, cái gì cũng các bạn ngủ lắm, chút nhỉ xem điện thoại xong là bắt đầu thì mắt thì kết nha. Hoặc thì lười năm nay, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất.
Thay mặt cho các bạn thiếu niên nhi đồng của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Hà Giang, cháu xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các bác, các cô, các chú mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng cháu trước sự quan tâm của các quý vị đại biểu. Các vị đại biểu sẽ cùng các em nhỏ rước đèn trung thu ạ.